chờ tôi gặp đi anh móc nó. Ôi ôi má ơi, cúng khổng lồ. Ở đây có chị hai đang lấy hộp sữa nè, bây giờ mình sẽ đợi coi chị hai là ngày nào gì cũng đi lấy gì hả? Mình bán được ký nhiêu vậy? Ký 150. Ôi ôi đặt có lấy ơi nè không à, hai con luôn, hai con luôn. Ôi rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái bãi biển của Cần Giờ. Thì hôm nay mình với lại em tí là đang làm cameraman, đang cầm máy, thì chút xíu mình giới thiệu xong thì hai anh em mình hôm nay sẽ xuống đây bắt những con cúm mà nó trốn trong những cái khe đá, những cái con hào sữa. Thì cái này lâu lắm rồi mình không đi bắt, thì hôm nay hai anh em mình sẽ đi tìm bắt những con cúm nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu em tí này lúc trước cũng có tham gia với mình mà lâu quá mấy không có qua chơi, thì hôm nay hai anh em quyết định rủ đi xuống đây để kiếm mớ cúm nha. Đây rồi, cho cảm ơn luôn nha. Nè tí chắc cũng nay nửa năm hết, đi nửa năm không qua ăn chơi hơn anh, chắc nghỉ hơn quá. Lúc này bộ làm ăn gì lớn lắm mà sao không có qua đi chơi. Cũng là bình thường anh ơi. Cảm ơn. Nghe nói là em chuyển bằng nghề tóc ha, làm dạ. Tóc không? Nay em làm nghề tóc nên không có thời gian qua chơi với anh Hiếu nha mọi người. Ok, thì hai anh em mình sẽ nay đi bắt cúm, thì đồ nghề mình đem theo đó. Đầu tiên là bao tay. Bao tay tại vì hào nó bén lắm, phải cầm bao tay. Còn cái cây này là không phải là móc cua nha, cái này là móc cúm. Tại vì mình thọt cái tay vô nó kẹp, cua cúm nó dữ lắm. Còn cái búa để mình đập. Búa để mình đập đá. Đập mấy cái khe mà nó trốn vô, nó thùng lận. Còn đồ dài này mình sẽ mang vô. Rồi ok, anh em mình sẽ đi lại cái đó kêu bằng gì ta? Với là đi vòng qua cái thành này. Tại vì ở đây hào sữa rống, cái con cúm nó sẽ tìm một cái lỗ nó chui vô. Giờ anh em mình đi đẳng nha. Sao? Có hàng anh Hiếu à? Nó dớt xuống cái nó cúm. Ây da trời. Kẹo. Chụp ngay cái càng. Một con. Anh nhớ thử coi à. Cán bên kia là đập không kéo. Bắt không kéo. Ở trên có luôn đó anh ạ. À? Ở trên nó có luôn đó. Ở đây nó hơi cái đầu xéo cũng hơi khó. Măng dài không mà không dài đâu. Anh Hiếu đập nhăn tới con em luôn. Ui con bự. À, ở dưới em thấy cánh ở dưới có một cái lỗ. Ui hai con luôn. Ngon rồi. Đây đưa cái xô. Em biết rồi. Hai con. Đây. Một con em tìm con bự. Mình Hiếu lấy tay bóc nó luôn đi chứ. Tới công chuyện. À, hai mình kề cái bên luôn anh, ngay tay anh đi lên đó đây đúng rồi. Dạ. Ở đây nó đậu lại người ta. Đây phải né anh Hiếu ra được, đập văng sủi vô mặt anh luôn. Đây rửa hào rửa văng mặt luôn. Cái hàng này cầm bự nè. Đây, con nữa nè. Đây, em nữa. Mấy cái này người ta khó đứng nè, cho nên còn cánh bển dễ đập con người ta bắt giáo. Thôi cái này. Chóc xin kìa, không có mang dài là không có leo được rồi. Từ thiếu rồi. Ôi cái này, là cái chóc xin á. Hên là có mang củng nha mọi người, mới leo lên được nha mọi người. Không có mang dài. Anh Hiếu đập xéo qua bên anh Hiếu rồi. Cái lỗ chà bá lửa không có ông nào. Cùng luôn rồi nè. Rồi xong luôn rồi. Trời ơi. Cái lỗ này nó còn giận nữa. À đây. Con nhỏ quá. Bỏ luôn.
hết. Ít cái này. Con nhỏ quá. Con nhỏ quá. Thả nó đi. Này nhỏ xíu rồi nha mọi người. Bỏ luôn. Thả nó cho lớn đi rồi mình bắt. Ôi ôi. Ờ đúng có rồi ơi. Đây đâu đâu còn thử nè. Thấy không? Hai hai con luôn. Hai con luôn. Ôi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi, mọi người. Đợi tí mày. Đây đây. Giáp này giáp nè. Cái sạch nó móc nó ra. Ôi ôi, còn một con này nó không chịu nhả. Đây đây đây. Đây. Buông ra các ba. Không, nó kẹp kiểu này thôi. Dính cái tay dính vô cái tay nghĩ gì như nào mọi người á. Gãy xương. Buông ra các ba rồi. Đây hai con. Là nếu anh móc hai con thì hai. Đây đây đây. Cái chết. Đây là. Ủa. Đó. À chưa. Đó, đã luôn. Còn một con nữa. Này tôi thường mấy cái này nó hay ở ở gặp ập ập làm như con cái mình đực hay sao. Là quá im luôn. Nãy giờ được như đây nha mọi người. Nè cho con. Đây kiếm hàng tiếp mình bắt luôn. Ui sao mày bự dữ lắm nè. Văng sữa lên mặt luôn, chết luôn. Con còn. Ôi, con nhỏ, con này cho tha nó luôn đi. Con này cũng vừa vừa nha mọi người, mình thả luôn nha mọi người. Nhỏ quá, thôi thả ra đi. Dên còn lên dên luôn á anh ha. À. Chắc còn lên dên đúng không? Ôi ôi. Có không anh? Có. Một con, chà má đợi luôn. Đây nè. Còn cái lỗ này nè. Chút còn cái lỗ này nè. Đó đó đó. Còn thả không? Còn thả không? Nó ghê không mọi người? Nó hung ghê không? Này là cúm đá nha. Còn cúm sông là khác. Ở đây có một dì hai đang lấy hào sữa nè, bây giờ mình sẽ đi đợi coi dì hai như thế nào nha. Nhiều cái gì? Ủa sao trên đây nhiều quá gì không muốn mà đụng vô đây? Là hồi sáng giờ gì được như đấy hả? Trâu nữa hả? Đây là những con hồ sữa nè. Là ngày ngày nào gì cũng đi lấy gì hả? À. Mình bán được ký nhiêu gì? Ký 150. 150 là mình bán cho cái con tôm ăn phải không? Bán cho mấy người ta thầu ta mua rồi đi. Người ta lựa cho tôm hay gì ăn mình cũng biết nữa. Dạ. Còn mình bán ăn mình rửa sạch miễn gì lắm nè. Dạ dạ. Là gì đấy chắc sáng tới trưa mới về hả? Ừ, hết nước lớn mình về. Là khoảng gì được 5 kg không chị? Trời, chị lấy 2 kg thì là luôn với 5 kg. 5 kg. 5 kg là giàu luôn á. Ừ, 5 kg là giàu luôn á chứ hả? Dạ, này nắng dữ à. Giờ mới có khoảng 10 mấy mà quá trời nắng luôn. Ủa cô gần đây không cô? Ở chỗ chùa, đây vô chùa này nè. Dạ. Hay nắng nồi con ngồi gì cũng khổ chứ. Này phải có cái dù nữa. Trời ơi cái dù thổi bọc luôn. Ờ đúng rồi. Giờ im với tại bây giờ nước lớn thì thổi thì sao? Cái càng không có gió. Ừ. Nước lớn thổi luôn, chết luôn chả làm dù. Này lấy cái gì đi, một cái cây cỏ vô. Giờ móc lên. Trời ơi, gì biết khi nào được ký ta. Ra đây. Còn cái này là hai lấy sáng giờ nè.
ở đây chắc không không được ký đâu. Nhỏ lắm, hào này mình vẫn ăn được nhưng mà nó bị sót cái miệng á, phải rửa sạch. Tại vì đập vô cái đầu miệng á, nó sẽ dằn một cái con này. Là mình thả hai con luôn. Ừ, hai con luôn hả anh? Bên đây ngon nữa. Ừ. Nó đã. Đây mình đâu có dám chọt về không được. Đó, trời ơi. Nó kẹp mọi người biết rồi, kẹp đấu buông nào quá. Kẹp không giờ buông nhưng mà khi mà nó vớt xuống cái đó cúm lại. Bởi vì nó kêu cúm là phải đó. Kẹp đi nhiều, cái sắt nó kẹp dí đó mọi người. Bây giờ còn con nữa nha. Bây giờ con này thì nó nói chung cũng được nhưng mà chút xíu anh em mình lên sàng lọc những cái con nhỏ mình thả, còn con lớn thì mình ăn. Đó. Rồi, ok. Thì mình thả đi hồi là sợ là mình không có luôn rồi. Hồi giờ còn có 50 con thấy bà luôn. Bắt lấy hên nha mọi người, chứ mình co xe lọc rồi mình thả bớt. Cái đoạn này dầm cái kỹ là có rồi, cái đoạn này thấy không có dấu đập. Vô. Cái này dọc dọc cái kỹ là có nè. Con bự nữa nè. Ừ, dạ con bự luôn. Ờ, con này là ngon rồi đó. Cúm này thì ngon nhất là cái cặp kè. Còn cái bình nó mà chắc thì vẫn ngon. Nhưng mà nó không được nhiều thịt thôi. À. Ok. À, đây có lỗ nhiều lắm. Anh có thấy mấy nhấp mình đục, mình đập đại đi. Mình thấy đập nó có chồng. Ơi dạ. Rồi. Nó kẹp trên cây mình bỏ vô dễ trụ nó buồn. À. Ở đây sẽ để tí lúng trên. Đây. Đây mình cũng có mang củng nha mọi người, nên nó lúng dữ lắm. Xem nó cát luôn. Ở dưới biển mà, mình đâu biết được cái gì đâu. Hiếu đang đặt thấy con bự nha mọi người. Okay. Trời ơi, đó, cái này là ngon rồi đó. Gì là quá em luôn. Cho nó kẹp đi, mình bỏ vô nó dễ. Đó. Quá nắng. Giờ chắc 11 giờ quá. Nghỉ hơn anh. Ờ, có này thật dưới ta. À, mới 10 rưỡi à. 10 rưỡi hả? Mới 10 rưỡi à. 10 rưỡi nóng tắt kìa. Ê còn con bự nữa mà anh. Gì? Đu. Còn con nữa hả? À, trời ơi. Anh Hiếu rồi. Dữ. Chúng kỹ quá anh Hiếu tìm không ra. Đây, số nó nằm cặp cặp không bị sót nữa. Không, xíu nào sót là con bự. Này nó cực cái quá. Con này nó nằm cặp không. Trời. Nó rồi. Rồi đi tiếp luôn. Mới gặp vào lầu giang con cha bá lửa luôn trời. Eo nó kẹp. Ủa, con này bự. Con cái này cạn quá nở con à. Dạ coi. Để cho nó kẹp mới lấy ra được. Nó gồng dữ lắm. Dạ. Ừ, nó không chịu da luôn. Dữ dữ dữ. Nó kẹp còn hơn cua rồi đó. Đó. Rồi, nãy giờ một tí chưa có trải nghiệm bây giờ. Đây mình đập thử cái lỗ này không rồi. Cái lỗ đó chắc có đó. Để cho một tí đập. Ôi trời ơi, không lộ anh ơi. Đâu? To lắm. Đâu, đập miếng đi. Nhẹ đập. Ôi, con này bự nhất luôn. Bự chứ, từ nãy giờ nhau rồi. Ơ, đừng có bắt tay nó quỳ hiếm à. Đây. Nè, cái xô nè. Rồi, nó co lại được. Co lại mình bắt được cho mọi người. Có con cặp không? Nó cũng dữ anh. Wow, đây, siêu to. Rồi, bỏ vô đi. Còn nào nữa không? Đúng là cái lỗ bự là con bự thiệt. Rồi, kiếm cái gì? Nó to ra nè. Chìm dần nó coi. Có lỗ mới có nó nè. Ở đây đập quá trời luôn nè. Mấy cái lỗ vô nó đập. Trước khoảng xanh rồn xuống đây nhiều lắm. Mà hôm nay ta đập quá. Con nè, có lỗ bên này có ngon tí. Lỗ đây có lỗ không? Không anh. Càng hả? À? Càng rồi. Cho cái lúng. Không, đừng đập chi mỗi tay. Giờ không có lỗ thì đập.
em thấy có lỗ đập. Lỗ nhiều xíu rồi đập vậy còn nhiều xíu hả? À, cái biển giờ nước là chuẩn bị vô đâu. Giờ anh em mình sẽ đi đây là tới đó nó về được rồi, tại vì giờ hết chỗ đập rồi, giờ nắng quá. Ừ, mấy cái chỗ đó là ngã. Ừ, cũng được. Bắt đi ngồi có gì. Ôi, lấy cho nó kẹp vô bỏ lên vậy. Đây. À, vậy cũng được. Con này cũng được nha mọi người, không có nhỏ nha. Cái máy mọi được. Đây, bên đây. Có hàng nữa nè. Chờ đập đó chứ đi, cái lộn này có chắc luôn. Ui. Ba bữa mà ơi. Đập đi. Bỏ lắm. Ai da, rồi biết giò luôn rồi. Ở đây nó cái miệng này sò này nó bén lắm. Đó, trời ơi. Đây có trứng luôn anh ơi. Hả? To lắm. Đập miếng nữa đi, mày lấy nó ra được. Miếng nữa đi, lấy nó. Xì máu rồi, né nè. Ôi, nó kẹp kìa. Gặp, con này có trứng. Cái máu giò rồi nè. Cái hào nó bén bởi vì mình mà dài. Mà mối mọi người nên qua bén. Văng vô giò chảy máu rồi. Con này có trứng. Con này nó đang là hy sinh gì nghe thật ra. Đây, nó có lỗ, mà mò cái tay vô hồi nãy mò. Wow, thấy rồi anh ơi. Cái lỗ nó bự lắm á. Bảo đảm có luôn đó. Đập đi. Cho nó cạn hay gì vậy? Có, đây gì ông ơi, cạn rồi. Còn đó nó không ấy rồi. Thấy cái lỗ bự lắm hả? Mò mò kiếm ăn khác đi. Có lỗ như kia đi ra ngoài. Ồ, bọng ngon chứ sợ còn có trời. Chưa. Ôi, thôi được rồi, để nó bể. Trời ơi, quái vật. Không ngon. Có cái bọng bự, con thấy chập nó lửa, giờ tôi ngập đi anh móc nó lên. Trời ơi, má ơi, cúng khổng lồ. Trời ơi. Ôi, quá, con này là khủng nhất luôn nè. Ôi, nó đã. À, cúng này người ta, nếu mà đúng cúng này á, cỡ này đó lên nha, người ta bán chắc 180 kg. Ôi, con này bỏ vô là nó bự nhất trong đám. Vô em ơi. À, bỏ xuống, trời ơi. Nó cắn con kém mà bực luôn á. Giang đại đảng kiếm một chừng chục con đó anh em mình về được rồi. Quá nắng á. Quá đuối luôn mọi người. Lâu lâu đi trải nghiệm đi cưng. Này đi trên bờ không đâu xi nhê gì đâu. Dạ căng chỗ cái núm này cái kìa. Đây nè. Nè. Thì có bọng cứ đập vô đi. Hả? Đập ở dưới đây trước rồi mới đập ở trên. Nè, cục này nè, không có gì đâu. Mềm quá phải không? Đó mềm. Chứ không phải là đập nó đó mà đập được vô lưng con cái một lần nữa. Đập con cái một lần nữa. Bỏ càng luôn. Đập vô con cái về sức vô hai càng chứ có gì đâu. Nó mềm quá nha mọi người. Đập nhỏ cho mọi người cũng bị ấy đó. Bụi không à? Đồng cuối đi bụi không à? Không chèo à? Sữa không á? Kim cái nó có trốn nè. Má ơi. Quái vật chữa rồi. Bụi nó bự. Ôi con nhận hồi nãy đi lỡ cái đoạn này ngon rồi. Siêu to luôn mọi người ơi. Cái đoạn này bụi không à? Ừ càng à. Ừ kẹp cỡ. Ủa nó kẹp bọc luôn á trời. Né cái chân gà nha. Dính vô cái ngón giò là xong luôn. Cho nó kẹp ở đây là chắc cú rồi. Đó. Coi còn không. Đó thử coi nó còn con nhỏ mà bỏ đi. Ở đó có con nhỏ nữa. Ôi. Cái chỗ nào đập con xuống là chỗ đó nó có ổn đâu. Nó có con nhỏ bỏ. Nè, đập cái ổn này thử coi. Trước đây. Đó cho bọc nhỏ con coi. Rồi bỏ cái đó nhỏ là bây giờ có con nhỏ mình cũng tả chứ mấy cái bọng lớn mấy con còn bự thấy không thấy. Trời ơi trời ơi trốn trong kẹt rồi từ coi chừng nó ra đi anh nó chạy trong luôn á coi chừng nó mớp mù nữa. Ôi mất người trong ra luôn anh đừng mất cái cạn nó nha chạy vô được con này có trứng rồi có trứng này mày trốn hả mày ôi siêu to ôi đoạn ôi kẹp cái đoạn cuối thì con nhận gã thì bự không vô đi à đây con nó có cái bọng này đi giống cạn quá vậy ôi cạn à cạn ra đó nó làm cho mấy nè hả con nhỏ là bự vừa đó được con nó bắt được bự bự lắm trời ơi con này vậy nó không buông luôn à
đó, bởi vì nó kẹp cho mình rau buông, cái sắt nó kẹp cái này nó buông. Móc ra được không anh? Hả? Móc ra được, đập hết được à? Được. Đúng rồi. Rồi cạn nữa kìa. Thôi con này tha tha đi, con này hơi nhỏ tha đi. Nó bự bự đây. Đây cái gì? Đây có cái bọng này. Nó có chậu đè, tí tí tí. Trời ơi, cái này là vô kèo rồi tí. Đây nè, bỏ đó đi, đây nè. Anh mà có nói cái bọng, cái bọng nào mà anh chọn là bỏ rõ đó, có cái hàng khủng luôn á. Đập đi, đập tới đi, đập tới đi. Trời ơi, tí đập hai tay luôn, quá yếu rồi. Cái gì cái này nó dày quá mọi người ơi. Đó, nó ăn sâu lên trên đó, đập nó tí đi. Trời đuối rồi. Đuối rồi mọi người ơi. Trời ơi, thua, thua, thua. Kiểu thôi, này, đập không ăn luôn. Kiểu này sao làm vuông. Có nằm trong không? Có, đưa đây. Quá chịu. Đây mọi người nha. Đây. Tí này yếu quá. Đập. Cái nào đáng cho nó. Quá yếu. Trời ơi, chưa tới thằng gì rồi, chắc tới nó nè. Chưa. Trời ơi. Con cũng không lớn mấy. Nè. Ôi cũng lớn mà. Ừ? Lớn mà. Nó nằm múc lên đây gì, không có thấy được. Ờ bự bự. Thế này cũng có lậu vậy không thấy. Trời ơi, con này nó nằm kia mà sao lấy ra. Con này cái cục này bự quá mà. Nó dày đập luôn. Thấy cái này á, mình đập á là đây là hào sữa đóng nha, chứ mình không có đập đá đập gì á. Mình nói chung là ở đây là hào sữa nó đóng là mình chỉ đập mấy cái hang thôi. Rồi tới tới nhà tí tí. Quá xa nắng rồi, anh em mình đã đập hết khu này hết chỗ đập rồi, với hai nữa bây giờ nước biển nó đang vô mà nắng chỉ có nổi một tí giờ đơ luôn. Mệt quá, đuối quá anh quá người. Bữa nay anh em mình tưởng đâu là Sugana ai nhà gỡ được khu cuối, còn hàng khủng không à. Đây. Ở như này chắc tầm 1.5 kg á. Mình có cái con lớn nhất trong thời gian, con còn hàng khủng này. Ở cái con này theo mình biết á, thì người ta bán cỡ 180 nha, 180-180 kg, quá ngon luôn. Để mình sàng lọc những cái con nhỏ, những con có trứng mình sẽ thả đi, tại vì hồi nãy tính không có cho nên bắt. Bây giờ nếu mình có nhiều mình sẽ lựa mấy con nhỏ nhỏ. Đó, ngon chưa? Đó, cái này là kẹp là tới tới công chuyện nha, mình kẹp là trời gầm đưa ngã luôn á, quá bự luôn, quá ngon luôn. Rồi thì hai anh em mình hôm nay sẽ dùng cái số cốm này sẽ làm một cái món ẩm thực tại ngay cái biển này luôn. Ở đây giờ rất là mát. Thì sáng mình có mua một cái nồi là còn zin luôn, nó chát luôn. Đó, cái nồi. Rồi có đem theo bếp ga rồi nè, bếp ga mini của ông anh tặng nè. Với lại chanh muối. Đây, chanh muối thì hôm nay anh em mình sẽ làm luộc. Mình sẽ luộc với những con cốm này hấp bia. Thấy được tí. Ủa, ăn luôn hả anh? Ăn luôn ở đây nó mát. Chết mà. Em quên nữa. Cái gì quên nữa? Mấy hôm nay em bị dướng da nên không ăn đồ biển được. Dướng da hả? Đúng rồi. Trời ơi. Hết rồi luôn. Chết rồi. Sao sáng nấu anh làm bữa nồi? Em cũng không biết anh bữa nồi nữa. Ờ, chết rồi. Giờ lấy em mới dướng bị đồ biển anh. Bị đái hả? Dạ. Trời ơi. Mình nghỉ mấy bữa nha mọi người. Hãy không biết anh thiếu anh mua cái nồi này kia đâu, mình cũng không biết nên nói anh lấy về. Sao giờ không lẽ anh luộc anh ăn mình, ăn mình thì kỳ lắm. Tại vì mình tính mua cái nồi này nè để là anh em mình bắt xong rồi lên chế biến tại ngay chỗ cái bãi biển luôn. Ở đây nó mát lắm. Mà tí nó bị dị ứng gì sao giờ. Đem theo đồ nghề đầy đủ luôn. Mà đem về nhà thì nói chung là ăn không vui, với lại ở nhà nóng nực lắm. Ở đây gió là mát hả? Ở đây nó mát, với lại mình tính quay về cửa biển là cái view nó đẹp mà nó mát nữa. Mà tính bị dị ứng sao thôi thì mọi người cũng thông cảm nha, tại vì anh em mình đã chuẩn bị đồ hết rồi mà tí nó bị dưỡng không có nấu. Mình cũng quên đó nha mọi người, mình cũng biết là anh thiếu nấu ăn tại đây nữa này kia. Thôi thì chắc anh em mình sẽ xin nghỉ tiếp tại đây, rồi thì mọi người xem cũng thông cảm nha. Thì bây giờ trên cái đường về anh em mình sẽ ghé vô một cái bãi mà người ta đánh tôm cá tép rồi vô cua rồi vô, anh em mình nếu mà ngay chỗ đó người ta đang lên anh em mình sẽ quay tiếp tục, còn không thôi thì anh em